Nate, take my wheelchair in, please. Sorry, the wheelchair. Thanks. Away. It's okay. Xin mọi người giúp lấy cái xe đi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ giản dị về mục đích sống, về việc đứng dậy khi gục ngã và minh chứng từ chính câu chuyện cuộc đời của Nick Wojcik đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Và đừng bao giờ bỏ khát vọng, hãy sống cho những điều ý nghĩa hơn để tìm thấy những giá trị đích thực của cuộc sống của chúng ta. Và các bạn cũng đừng quên thái độ quyết định số phận. Và là một người trẻ thì chúng ta hãy cùng nhau không thể lãng phí thời gian, hãy hành động cho đất nước Việt Nam ngày một hùng cường và vươn lên. Hello Việt Nam, chúng ta hãy cùng chào đón Hey. Thank you. Và sau đây bà Nguyễn Thị Doan sẽ trao kỷ niệm chương cho Nick Wojcik vì những gì mà anh mang lại. Không, bỏ ô ra đi em ơi, nó sẽ tình cảm hơn. À, không sao. Thank you. This is the badge, wow. Ho Chi Minh badge. Wow. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho bà Nguyễn Thị Doan, chương đảng, phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thank you so much. Thank you, Vu. Happy Nick. Thank you. Did you want to say anything to the crowd?